Mưa chuyển mùa ở huyện Hóc Môn hôm 3 tháng 5 năm 2024. Mưa ở thành phố Thủ Đức hôm 7 tháng 5. Trong 10 ngày đầu tháng 5, mưa đã xuất hiện nhiều nơi trên khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, nhưng nắng nóng gay gắt vẫn còn. Sáng 11 tháng 5, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ tiếp tục cảnh báo dông sét, mưa và mưa lớn cục bộ ở nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 15mm, có nơi trên 20mm. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết cơ bản vẫn là nắng nóng. Những ngày qua cũng tương tự, dù thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ có mưa rào nhẹ và mưa lớn cục bộ, nhưng thời tiết vẫn nắng nóng. Nắng nóng gay gắt cộng với độ ẩm không khí cao càng làm cho tình trạng oi bức rất khó chịu. Nhiều người thắc mắc tưởng sau mưa chuyển mùa thời tiết sẽ bước sang giai đoạn mát mẻ, dễ chịu. Thế nhưng thực tế, nắng nóng vẫn còn kéo dài trong những ngày tới. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 10 tháng 5 ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất, phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Trị An ở tỉnh Đồng Nai, 38,1 độ C, Tà Lại cũng ở tỉnh Đồng Nai với 37,4 độ C. Trong ngày 11 đến 12 tháng 5, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Theo dự báo, nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 15 tháng 5. Ngoài ra, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Trong giai đoạn từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5, lượng mưa trung bình ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm từ 50 đến 100mm, có nơi thấp hơn tới trên 120mm. Mưa ít khiến tình trạng nắng nóng kéo dài và căng thẳng hơn so với nhiều năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của El Nino và tình trạng biến đổi khí hậu làm nhiệt độ toàn cầu ấm lên. Theo các chuyên gia, hiện tại thời tiết ở Nam Bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây. Đây vẫn là giai đoạn chuyển mùa, gió Tây Nam hoạt động yếu và ở tầng thấp nên mưa chưa nhiều và xảy ra trên diện rộng, làm cho tình trạng nắng nóng vẫn còn khá gay gắt. Từ sau ngày 15 tháng 5, gió Tây Nam hoạt động mạnh lên sẽ giúp mưa nhiều hơn về cả lượng và diện. Khi đó, tình trạng nắng nóng giảm. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới trong khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.